You're not just a human being, you are art. So don't be scared. Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Hai ngày đi học thế nào? Anh chúc thấy hai ngày đi học như thế nào? Mới âm tát đấy. Phương Thảo thấy hai ngày đi học như thế nào Phương Thảo? Hai ngày đi học như thế nào? Đi làm hết con. Như thế nào? Hai ngày đi học rất là vui và rất có ý. Mình đã học được rất nhiều điều bổ ích. Mai được nghỉ Tết rồi. Mai mình Tết mình sẽ nghỉ học. Từ sao quét khỉ
em mới pha. Fantastic. Em ăn đen đen á, đỏ đỏ nữa. Hoặc tôi đỏ chót luôn á Minh Thư. Đúng rồi. Tôi như bị dị ứng rồi. Bị dị ứng kìa lại. Đúng rồi chị. Tao không phải chị trai, tao bị đứa tôi nói làm chị. Không ai dạy quá. Mọi người thì em bóc đi. Ok. Dạ. Chúc mọi người.
không lửa. Xuân mang đến tình yêu tới. Đừng quay được đâu. Đừng quay được đâu. Thôi. Ủa, ấy là hello. Học
xong cái này rồi, trừ đi học thêm toán của tôi nha. Đi học thêm toán, trời ơi, siêu mệt. Đang ý nhà xe. Đi thôi. Bye bye. Đang học toán nha. Mệt xỉu rồi. Ý là biết sao không? Đang học tiếng Anh nha. Đi học IELTS của tôi nha. 9 giờ mới xong. Trời ơi, một ngày mệt mỏi. Xong rồi chơi. Tôi cảm giác là tôi bị sốt á, mệt xỉu. Đi về thôi. Hello. Ý là biết sao không? Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Bình thường trong tuần á là tôi sẽ học 3 buổi, là học 2 buổi, học vừa sáng vừa chiều. Là có hôm nay bình thường tôi cũng khỏe lắm mà thì hôm nay tôi đau, mệt dễ sợ luôn á. Chưa giọng tôi, xin lỗi mấy bà, mà giọng tôi nó bất ổn quá. Đáng là tối nay tôi còn prep để đi bay. Để đi bay trong câu lạc bộ tranh biển của tôi nữa. Mà tôi mệt quá, cái tôi cũng suy nghĩ luôn. Giờ chắc tôi ngủ, rồi sáng mai dậy sớm là mệt tập chứ chờ tôi. Thì sự là đuối và ái luôn á. Ý là tôi không muốn than nhiều đâu. Nhưng mà vậy đó. Nhưng mấy hồi trước tôi cũng kể là bình thường tôi chỉ đi học về nhà chỉ đi ngủ thôi. Là giờ như vậy nè, giờ tôi đi ngủ thôi, sao mà tôi đã đi học tiếp. Cảm ơn mấy bà già đã xem hết video này nha. Bye bye. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Good night. Bye bye nha. Chị nhìn tôi tàn tạ lắm. Bye bye.